Xin chào toàn thể anh em nhé. Hôm nay rất vinh dự được tham gia giải chúc mừng sinh nhật hãng Cám Lam Phở lần thứ 2. Hôm nay anh em lại có dịp được về Hà Nội đi chim. Thì hôm nay đây là cơ cấu giải thưởng đấu trường của ngày hôm nay. Đây, bánh Lam Phở. Chai Lam nhá. Đây là anh Tôm. Anh Tôm là ở Huế. Đây đang công tác, đang lắp cúp. Thì hôm nay đến với hội thi thì dự kiến tầm hơn 300 lồng. Yêu cầu ông Tú về ban tổ chức ạ. Ông nào là ông Tú Thanh Trì, xin mời ông về ban tổ chức ạ. Các đơn vị đang sắp xếp để lấy số báo danh chuẩn bị vào hội thi. Thì xin lát... mời ông Tú về ban tổ chức ạ. Ngay một lát nữa thôi em sẽ quay video. Ông nào là ông Tú Thanh Trì, xin mời ông Tú về ban tổ chức ạ. Cho anh em được chiêm ngưỡng những chú chim đẹp nhất, chất lượng nhất. Đây, hôm nay thời tiết chưa được ủng hộ cho lắm. Buổi sáng nay bị ảnh hưởng của cơn bão số 13 nên là trời bị mưa. Đây là nhưng mà các nghệ nhân vẫn tới góp mặt đông đủ để ủng hộ hãng Cám Lam Phở. Hãng Cám Lam Phở là một trong những cái hãng cám thương hiệu nổi tiếng ở ngoài miền Bắc cũng như trong Việt Nam, được anh em tin dùng rất chi là nhiều. Và đây là một cái giải gọi như là một lần sân chơi lớn của anh Lam Phở để hưởng ứng cái phong trào chơi chim trên toàn tỉnh cũng như trên toàn đất nước, khuyến khích và động viên anh em tham gia những cái chương trình vừa giao lưu học hỏi. Đây là giải thưởng của anh em nhé. Giải nhất là xe máy Wenfa Nhì Ba, xe đạp điện và rất nhiều giải thưởng ở bên cạnh này nữa. Hôm nay anh Lam chơi lớn luôn, anh em đến là phải đông vui. Và tất cả cái số lượng đầu lồng ở đây đều được miễn phí đầu lồng hết nhé anh em nhé. Hãng Cám Lam Phở đều miễn phí hoàn toàn đầu lồng cho anh em đến tham dự. Hiện nay thì càng ngày thời tiết đang càng tạnh mưa, anh em dồn về rất chi là đông, gần như đã sắp phun ràn rồi anh em nhé. Đây đã gần như đã sắp phun hết các ràn rồi. Và còn rất nhiều anh em đang ở ngoài cổng đang đến. May một trường chim. Hôm nay là một giải đấu cực kỳ là căng go đấy anh em nhé. Tình hiện tại mình đã thấy rất nhiều những anh lớn đang có mặt ở tại đây, cả trong miền Nam, miền Trung và miền Bắc đều góp mặt tại cuộc thi ngày hôm nay để đều giao lưu và chúc mừng hãng Cám Lam Phở. 27 tháng 12 ta đi chơi tầm tắm rồi. Hiện nay thì càng ngày thời tiết đang càng tạnh mưa, anh em dồn về rất chi là đông, gần như đã sắp phun ràn rồi anh em nhé. Đây đã gần như đã sắp phun hết các ràn rồi. Và còn rất nhiều anh em đang ở ngoài cổng đang đến. May một trường chim. Hôm nay là một giải đấu cực kỳ là căng go đấy anh em nhé. Tình hiện tại mình đã thấy rất nhiều những anh lớn đang có mặt ở tại đây, cả trong miền Nam, miền Trung và miền Bắc đều góp mặt tại cuộc thi ngày hôm nay để đều giao lưu và chúc mừng hãng Cám Lam Phở. 27 tháng 12 ta đi chơi tầm tắm rồi. Đây, anh em nghệ nhân ở Huế nhá. Có anh Tôm,
Tôm Phan, anh Tùng ở đây, anh Phúc Sport. Đây là anh Nghị, với lại anh Khanh là giám sát, giám khảo điều hành. Hôm qua giá em đi thôi, hôm qua giá em kinh quá. Anh hỏi như vậy. Hội thi đang chuẩn bị được bắt đầu rồi nhé anh em nhé. Chúng ta chỉ còn đợi trọng tài, ban điều hành và giám khảo công bố bắt đầu thôi. Đã có những chú chim ché rất rát trên giàn. Mưa, lại mưa anh em ạ. Nghe thấy gặp mưa rồi chưa? Mưa. Mưa nhá, gặp mưa đây. Thế có đang buồn không? Vất vả các anh em ạ. Hiện tại đang là top 40 chính thức bắt đầu nha anh em nhá. Căng phết, trời mưa quá. Đây anh em có thể thấy rõ rệt những giọt mưa bắn trên bàn đây này. Do tình hình mưa gió quá nên là em cũng không đứng vào giữa quay được, anh em thông cảm. Tí nếu mà có gì vào chung kết thì em sẽ quay cận cảnh hơn cho anh em xem. Anh em nhá, chung kết mình dự đoán là 3-20 sẽ nhất. Anh em cùng dự đoán trước hội thi nhá. Em sẽ dự đoán 3-20 nhất. Không được, không sao. Chim hay lắm anh em ạ, 1-2-2 cũng hay. Hai chứng minh bên kia cũng hay. Đấy, chứng minh bên bung xòe anh em ạ. 183 bung xòe. Anh em ở nhà xem thấy nó kịch tính không ạ? Đấy, ranh giới giữa nhất nhì là nó chỉ có tí tí thôi. Úi dồ, trẻ đấy. 183 cũng hay, 1-2-2 hay, 30 cũng hay. Nó đẳng cấp luôn anh ạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hai ông này rất đi rồi. Ui giời. Theo dự đoán thì khả năng 320 nhất nhá. Nhìn 122 rồi. Ai chuẩn bị đời sau. Quá kinh tính anh em. Ok anh em nhá, 320 nhất nhá. Quá chuẩn đấy, đúng dự đoán ban đầu của anh em mình.